Hello, xin chào các mẹ đã quay trở lại chuỗi hành trình lấy lại vóc dáng sau sinh cùng với Ngọc Anh. Và mãi mà vẫn không thể giảm cân được sau khi sinh xong. Trời ơi, dù làm rất nhiều cách rồi mà vẫn không giảm cân được. Đấy là những cái câu nói mà gần như các mẹ liên tục nói với Ngọc Anh rất là nhiều về cái việc rằng là tại sao mình mãi không giảm được cân nhỉ? Thì ở đây các mẹ hiểu rằng một lý do lớn khiến cho các mẹ không thể giảm được cân thì ngoài việc là các mẹ chưa tìm được một cái phương pháp tập luyện khoa học phù hợp với cơ thể của mình, thì các mẹ còn chưa có một cái chế độ ăn uống cũng khoa học phù hợp với cơ thể của các mẹ để các mẹ có thể giảm được cân nữa. Nhưng ngoài hai cái yếu tố đấy ra thì nó còn một cái yếu tố cực kỳ quan trọng, đó là cái kỷ luật trong tập luyện của các mẹ. Trời ơi, các mẹ nói rằng là cô ơi, tại sao tôi mãi không giảm được cân nhỉ? Tôi cũng tập theo các bài tập của cô mà không giảm được cân. Thế nhưng khi Ngọc Anh hỏi lại là mẹ tập vào lúc nào, mẹ tập bài tập gì, thì lúc này các mẹ mới nói là à, ở tiện lúc nào thì tập lúc đó, nhìn thấy cái bài nào thì tập bài đó. Hôm thì tập 15 phút, hôm thì tập 1 tiếng, hôm thì vài ba hôm chẳng tập bài nào. Trời ơi, nếu mà mình tập luyện như vậy thì làm sao mà có kết quả được? Mẹ 15 phút cũng được, nhưng nó cần phải đều đặn. Hoặc là 30 phút thì càng tốt, nhưng nó vẫn cần phải đều đặn, chứ không phải ngày hôm nay mẹ tập 30 phút rồi 2-3 ngày sau mẹ mới tập tiếp thì nó không thể hiệu quả được. Nên là kỷ luật trong tập luyện là vô cùng quan trọng. Chính vì thế nên là nhớ rằng tập luyện thì các mẹ phải có kỷ luật. Thì sau cái video này, sau cái bài tập này, Ngọc Anh cũng có xây dựng một chuỗi thử thách 7 ngày giảm mỡ bụng sau sinh. Thì nếu như các mẹ muốn thử thách cơ thể của mình để xem rằng là chúng ta có kỷ luật để có thể tập luyện được, để có thể giảm được cân hay không, thì các mẹ hãy thử tập luyện chuỗi 7 ngày này nhé. Và nếu như mẹ đồng hành liên tục với Ngọc Anh được 7 ngày thì chắc chắn rằng là mẹ đã là một người rất có kỷ luật và khả năng mẹ sẽ lấy được vóc dáng sau sinh rất là tốt nha. Nên là sau khi kết thúc cái bài tập này thì mẹ sẽ nhấn vào cái đường link mà Ngọc Anh sẽ chia sẻ trên màn hình sau cái bài tập này để mẹ tham gia vào cái chuỗi thử thách 7 ngày giảm mỡ bụng sau sinh cùng với Ngọc Anh nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một bài tập. Ồ không, 5 bài tập. Chúng ta sẽ đến với 5 bài tập để giúp cho mẹ có thể giảm được mỡ bụng siêu tốc. Bài tập này thì không khuyến khích cho những mẹ vừa mới sinh xong tập luôn, mà sẽ dành cho những mẹ mà sau sinh tầm 3 tháng trở ra thì mẹ sẽ tập bài tập này nhé. Ok chưa nào? Bây giờ xin mời mẹ hãy vào bài tập cùng với Ngọc Anh. Bài tập số 1 mà Ngọc Anh muốn chia sẻ cho các mẹ là một cái bài tập thần thánh giúp các mẹ cực kỳ giảm mỡ siêu nhanh. Đó chính là tư thế tấm ván cao, và chúng ta làm giống như tư thế chạy bộ, hay còn gọi đây là bài tập chạy bộ. Mẹ sẽ chống tay xuống thảm này. Để ý, cánh tay của mẹ phải vuông góc thảm giống như cánh tay của Ngọc Anh nha. Rồi sau đó thì mẹ sẽ nâng hông lên như thế này. Từ từ mẹ thực hiện tự do này, hít thở tự do này, mẹ co chân trái chạm vào khuỷu tay phải này, tay trái này, rồi mẹ lại đổi bên này, trái này, phải này, trái này, phải này. Để ý, khi mà mẹ thực hiện tư thế này thì phần bụng của các mẹ nó sẽ được siết rất là căng, nên là để nó hiệu quả thì mẹ cần phải giữ cho toàn bộ cái lưng của mình thẳng như thế này nhá. Nhìn lại cái lưng của Ngọc Anh, chúng ta không để võng lưng. Nếu mà võng như thế này thì nó sẽ không hiệu quả vào bụng. Chúng ta để cái phần lưng thẳng thì mẹ sẽ hiệu quả hơn. Một số mẹ mà cánh tay của mình còn yếu quá, mẹ không thể nào mà giữ được động tác nó lâu, thì mẹ có thể nâng hông lên một chút như thế này cũng được nhé. Nâng hông lên một chút. Nhưng mà tất nhiên để hiệu quả nhất thì mẹ phải hạ thấp mông xuống. Lưng phải song song sàn. Động tác này thì mẹ sẽ tập cho Ngọc ở cái bài tập ngày hôm nay nha, là ngài sẽ có 5 bài tập cho các mẹ. Thì mỗi một bài tập đều là cái sự vận động liên tục như thế. Thì mẹ để ý cho Ngọc Anh, đó là nếu như đây là lần đầu tiên mẹ tập, thể lực mẹ còn yếu, thì mẹ mỗi một động tác mẹ chỉ làm từ 5 đến 7 nhịp thôi. 5 đến 7 nhịp thôi. Và sau đó mẹ sẽ tăng cường tốc độ dần lên. Không phải, tăng cường số lượng dần lên. Lần sau mẹ sẽ tập lên thành, ví dụ như là mẹ tập 5 đến 7 lần trong vòng 3 ngày, thể lực mẹ tăng lên rồi, thì đến ngày thứ 4 mẹ sẽ tập lên đến 10 lần. Rồi đến ngày số 10, đến ngày thứ 10 thì mẹ tập lên đến 15 lần. Mẹ hiểu chứ nào? Nghĩa là chúng ta phải tăng cái số lượng động tác lên dần dần từng ngày. Thì cuối cùng mục tiêu của chúng ta là đạt được đến 15 lần cho một động tác. Ok, 15 lần là như thế này này. 1 này, 2 này, đó, 3 này, nghĩa là cả hai chân mới được tính là một lần.
thì nhớ là lần đầu tiên thì mẹ tập 7 lần cho Ngọc Ánh thôi nhá, từ 5 đến 7 lần. Tất cả các động tác của ngày hôm nay đều như vậy. Ok, chúng ta đến động tác của bài tập số 2 nha. Bài tập số 2 mẹ sẽ chống khuỷu tay xuống. Chúng ta sẽ thực hiện ở tư thế plank, nhưng mà sẽ là mẹ giữ cái lưng của mẹ vẫn song song với sàn giống như tư thế tấm ván vừa rồi. Sau đó mẹ bước chân phải ra ngoài này, thu lại này, trái ra ngoài, thu lại. Động tác này vừa kích hoạt vào mỡ bụng, vừa giảm cả mỡ lườn cho mẹ. Mẹ cũng thực hiện động tác này liên tục giống như bài tập vừa rồi. Được chưa? Liên tục bước chân, bước chân. Ok, đây chính là bài tập số 2. Bài tập số 3 dành cho các mẹ. Các mẹ sẽ chống gối xuống như thế này. Bài tập số 3 này, hai tay mẹ để ngang với mang tai. Hít vào, mẹ giữ thân ở đây. Rồi mẹ thở ra thì mẹ xoay người sang bên phải và đồng thời mẹ đổ người về phía sau. Hít vào lại nâng lên này. Thở ra xoay người sang bên trái rồi đổ về sau này. Nâng lên, thở xoay này. Nâng lên, thở xoay. Nghĩa là vừa xoay người và vừa đổ người về phía sau nha. Quan sát lại này. Xoay người, rồi mẹ đổ ra sau, rồi nâng lên. Thì khi mẹ đổ ra sau như vậy, mẹ thấy cái eo này siết chặt này, cái bụng này siết chặt này, thì động tác đó rất là hiệu quả cho mẹ. Ok, đấy là bài tập số 3. Còn bài tập số 4, bài tập số 4 dành cho mẹ. Mẹ sẽ nằm xuống thảm, nhưng mà chống khuỷu tay và mẹ tì cái lưng của mình, quan sát thắt lưng nha. Mẹ tì cái phần thắt lưng của mình lên bàn tay. Để làm sao đảm bảo trong suốt quá trình thực hiện cái bài tập này thì phần thắt lưng của mẹ luôn luôn được nằm ở trên bàn tay. Bài tập này sẽ là bài tập đi bộ trên không. Nghe hay đúng không nào? Đi bộ trên không. Mẹ duỗi thẳng chân ra và mẹ sẽ đi bộ từ trên xuống dưới như thế này, rồi lại từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Đó. Bài tập này thì mẹ cũng giữ cho Ngọc Anh tầm 5 đến 7 giây cho lần đầu tiên. Rồi sau giờ đó dần dần thì mẹ sẽ tăng cường lên. Cuối cùng mục tiêu sẽ là 15 giây. Thực hiện bài tập này 15 giây. Đó. Đấy là mục tiêu, nhưng nhớ là cái lưng của mẹ phải tì vào bàn tay nha. Lưng phải tì vào bàn tay. Ok, đây là bài tập số 4. Và bài tập cuối cùng Ngọc Anh chia sẻ cho các mẹ đó chính là bài tập gập bụng. Mẹ nâng hai chân lên, giữ cho ống đồng của mẹ song song với thảm. Rồi hai tay mẹ xuôi dọc vào thân. Hít vào mẹ sẽ nằm xuống. Và thở ra thì mẹ nâng đầu nâng vai lên, chạm tay của mẹ vào gót chân. Hít vào nằm xuống. Thở ra mẹ nâng lên. Hít. Thở. Hít. Thở. Ok. Bài tập cuối cùng thì đơn giản rồi đúng không nào? Và đó chính là 5 bài tập cực kỳ đơn giản nhưng mà hiệu quả thì siêu cao nha. Và chắc chắn rằng là bài tập này nếu như mẹ tập lần đầu tiên thì mẹ chỉ cần tập từ 5 đến 7 lần cho một động tác thôi là mẹ đã toát hết mồ hôi ra rồi. Giống như là nãy giờ Ngọc Anh làm mẫu cho các mẹ chỉ có vài lần thôi mà mình cũng đang thấy toát hết mồ hôi ra rồi đây này. Đó, nó hiệu quả cực kỳ luôn ý. Nên là hãy tập nhé. Và nó cũng rất là dễ nhớ nên mẹ hãy tập nó hàng ngày. Nhưng nhớ rằng, nhắc lại một lần nữa, để cho cơ thể của mình có một cái kết quả tuyệt vời như mẹ mong muốn thì tính kỷ luật là cực kỳ quan trọng. Nên nhớ rằng có một chuỗi thử thách 7 ngày đang chờ đón các mẹ. Nếu như mà các mẹ thực sự mong muốn tham gia, thực sự mong muốn thử thách bản thân mình xem mình có đủ khả năng theo được liên tục suốt 7 ngày tập luyện đúng giờ và đáp ứng được toàn bộ bài tập Ngọc Anh xây dựng hay không, thì mẹ có thể là nhấn vào cái link ở trên màn hình để mẹ tham gia vào cái chuỗi thử thách 7 ngày này và tập luyện nó liên tục trong 7 ngày. Ngọc Anh tin rằng nếu như mẹ tập luyện được liên tục trong 7 ngày với cái chuỗi đó thì chắc chắn rằng cơ thể của mẹ sẽ thay đổi một cách rất tuyệt vời. Và đừng quên nhấn vào nút follow ở giữa màn hình này để theo dõi kênh YouTube của Ngọc Anh nhé. Và sau những cái video này thì Ngọc Anh vẫn còn rất rất nhiều những video thú vị nữa dành cho các mẹ. Nên là hãy nhấn follow vào kênh YouTube của Ngọc Anh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mẹ.